Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Foco. Thì chương trình này góp này gấu 2 nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà Telegram chatbot này. Mình sẽ get được 200 tập cần Foco nha các bạn. Rồi bạn lướt trang nha các bạn. 95. Rồi bạn gửi chatbot nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Mình đã join rồi, tiếp tục join tiếp kênh seller nè. Các bạn chỉ kiểm tra đó thôi các bạn. Follow, like và retweet. Xin tạo Twitter nữa các bạn theo dõi các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn tạo tweet là gạo 2 nha các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Follow get this này nó subscribe kênh YouTube mà nó làm xong hết rồi các bạn. Rồi các bạn vào kiểm tra thôi các bạn. Để mình vào kiểm tra lại kìa. Rồi bạn nào chưa join thì các bạn cũng join sao các bạn. Mình đã join rồi các bạn. Tiếp tục subscribe kênh YouTube nữa. Trên kênh YouTube mình đăng ký rồi luôn các bạn. Tiếp tục subscribe, like và share kênh YouTube của nó thứ hai của nó nè. Rồi các bạn qua video nè các bạn. Các bạn like nè. Like nè. Chia sẻ nè các bạn. Rồi bạn tweet lên nè. Rồi bạn đăng test nè các bạn. Sau đó bạn mới up lên nè. Cho anh tiếp kênh Telegram nữa nè. Rồi tiếp tục join Discord nè. Đang kiểm tra lại các bạn. Trên Discord thì bạn chấp nhận là mời nha các bạn. Sao nó chạy lâu quá con Discord nè. Trên coi thì mình lấy xong thì các bạn bắt up được thôi các bạn. Mà bấm vào submit đi tên các bạn. Rồi, dòng đầu tiên mình địa chỉ email các bạn vào nè. Dòng thứ hai các bạn điền đủ username tại Twitter của các bạn đã follow dán nè các bạn. V này là nó chính. Tiếp tục submit đường link profile Reddit nè. Thì bạn nhấp vào Reddit nè các bạn. Trên Reddit bạn nhập cho anh avatar mình nè. Ba cái anh cùng nhập cho anh avatar của mình nè. Rồi bạn nhập vào ba cái anh cùng nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Gọi là chatbot nè. Tiếp tục các bạn submit đường link username Reddit nha các bạn. Thì các bạn trở về Reddit nè các bạn. Các bạn copy username mình chỗ này nè các bạn. Chưa các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Quỳnh Nhân Anh thằng 6160 sao chép gọi là chatbot nè. Dán vô đây nha các bạn. Thằng 6160 nè các bạn, gọi chatbot nè. Tiếp tục submit đường link vào YouTube của mình nha các bạn. Thì các bạn mở kênh YouTube của tất cả bạn ra nha các bạn. Các bạn nhập vào data nè, nhập vào kênh của bạn nè, các bạn nhập vào ba cạnh cùng nè. Nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết nha các bạn, gửi lại cho bot nè. Tiếp tục các bạn cho này hỏi câu cho này được không, bấm set nè. Để mình giật cho. Rồi bấm set nha các bạn. Sau đó các bạn submit đường link các bạn đã tweet nè. Thì bạn mở Twitter tất cả bạn ra nè. Các bạn nhập vào avatar nè, nhập vào một hồ sơ nè. Các bạn bấm vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn, gửi lại cho bot nè. Sau đó nó hỏi có request không, bấm set nha các bạn. Tiếp tục nó hỏi có join kênh Telegram không thì chỉ ở kiểm tra cái bấm set luôn. Sau đó các bạn gửi địa chỉ GPMB sao mà trên B20 trên chocolate mình nha các bạn. Sao chép gửi lại cho bot. Rồi sau đó bấm vào kênh Blast nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Balance để check số càng mà kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 200 token Boco nè. Các bạn gì lên ghép chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm được token nha các bạn. Video mình đến đây mới tục. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.